Dạ, kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, thưa tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Thật sự rất là tiếc do hôm nay mình không có thể có mặt trực tiếp trong hội thảo để có thể trao đổi, gặp gỡ và có thể nhìn thấy nhau, những cái cảm xúc vui buồn trên những cái nét mặt, mặc dù khẩu trang đeo thì chỉ còn một nửa. Rất là tiếc và rất là xin lỗi. Mình cũng xin trình bày về một cái topic thông qua cái clip này, đó là cái vai trò của thuốc trợ vận động hay còn gọi là prokinetic trong điều trị các rối loạn tiêu hóa trên thường gặp. Về nội dung thì bài trình bày gồm có hai phần. Đầu tiên là cái tổng quan về thuốc trợ vận động prokinetic, và thứ hai là vai trò của cái thuốc này trong điều trị các cái rối loạn tiêu hóa trên thường gặp, bao gồm GERD, bao gồm khó tiêu chức năng, bao gồm cái chồng lấp của hai cái rối loạn này, viêm dạ dày mãn và rối loạn vận động dạ dày. Về cái thuốc, về cái prokinetic thì prokinetic thuốc trợ vận động hay là cái thuốc mà có cái cơ chế là kích thích vận động của đường tiêu hóa, nó làm khởi động những cái phản xạ nhu động để gây ra những cái co thắt hay là những cái nhu động của đường tiêu hóa, thì nó thông qua ba cái thụ thể chính. Ngoài ra nó còn có những cái thụ thể mới hơn nữa, ví dụ như ghrelin, nhưng mà ba thụ thể chính thì mình chỉ tập trung vào ba thụ thể chính này thôi. Đó là cái thụ thể 5HT4 ở lớp biểu mô, thụ thể motilin ở cái lớp áo cơ ngoài. Mình có cái hoặc là cái thụ thể motilin này nó có hai vị trí là ở lớp áo cơ ngoài hoặc là ở cái đám rối thần kinh cơ ở dưới niêm, và liên quan đến những cái thụ thể muscarinic từ 1 đến 5 hoặc là dopamine, dẫn đến cái hiện tượng phóng thích của acetylcholine. Thì tất cả ví dụ như là 5HT4 thì nó có cái cơ chế là tăng cái tiết dịch ở trong lòng đường tiêu hóa, cũng như là nó có tác động liên quan đến cái thụ thể motilin. Do đó nó cũng, và cái hai cái cơ chế này đưa đến làm cái sự tăng cái nhu động của thực nhu động của đường tiêu hóa. Motilin của mình cũng vậy ha, nó là chủ yếu là nó kích thích cái vận động của đường tiêu hóa. Còn cái acetylcholine của mình á, là nó làm gây co thắt của cái cơ trơn. Thì là các cái thuốc trợ vận động hay prokinetic á, thì nó chỉ chủ yếu mình thường sử dụng thì nó sẽ thông qua ba cái cơ chế này là chính. Có những thuốc thì nó chỉ có một cơ chế, nhưng mà có những cái thuốc nó có thể có hai hoặc là ba cơ chế. Mình vào cụ thể hơn thì cái bảng phân loại của cái prokinetic, đầu tiên là cái động vật muscarinic thì mình có cái thuốc methanacol. Thì cái thuốc này nó là kích thích receptor M và nó không có ảnh hưởng đến receptor N. Là M mình thấy liên quan đến sự phóng thích acetylcholine. Mình có một cái nhóm là anticholinesterase, tức là ức chế cái men phân hủy, rồi cái men cholinesterase là cái men mà thoái biến acetylcholine á, để làm tăng cái nồng độ acetylcholine. Thì mình có cái neotismin, mình có acosiamide. Thì cái thuốc này hiện nay mình chưa có ở Việt Nam. Cái acosiamide này nó vừa là anticholinesterase mà nó vừa là đối vận với thụ thể M1, M2. Mình có cái etoprile. Etoprile thì nó có ở hai cơ chế lắm. Một là nó ức chế thoái biến acetylcholine, nhưng đồng thời nó cũng là cái nhóm đối vận thụ thể D2. Trong cái nhóm mà đối vận thụ thể D2 á, thì mình có cái metoclopramide, domperidone, etoprile, là cơ chế của nó là tăng phóng thích acetylcholine. Thì cả ba cái thuốc này á thì mình sử dụng khá là nhiều ở trên lâm sàng. Về cái động vật motilin á, thì mình có erythromycin, mình có ABT229. Thì cái erythromycin này là chủ yếu là hợp hóa cái receptor motilin của cơ trơn và thần kinh, thường được sử dụng trong những cái tình huống liệt dạ dày. Và cái nhóm cuối cùng đó là nhóm động vật receptor 5HT4, nó có tác dụng kích thích receptor 5HT4 và nó cuối cùng là nó làm tăng cái nhu động của đường tiêu hóa, chủ yếu là đường tiêu hóa trên. Như mình có mình có cái thuốc metoclopramide, sizapride, tegaserod và mosapride.
Bây giờ mình lược nhanh qua những cái thuốc mình cắt nhóm ha. Thì đối với cái nhóm mà ức chế thụ thể D2 thì mình có metoclopramide là 2 gram per răng đó. Đấy là vừa có cơ chế là tăng nhu động mà đồng thời nó có cái thêm một cái tác động nữa là chống nôn. Nó có thể qua được hàng rào máu não. Nó có một số các tác dụng phụ như loạn động chậm, rối loạn cương lực cơ kiểu ngoại tháp, ngủ gà hoặc tăng prolactin máu. Và năm 2009 thì mình có cái khuyến cáo của FDA về vấn đề sử dụng metoclopramide, thì mình nên sử dụng cái liều của nó là từ 5 đến 10 mg nhân 3 một ngày mà phải dưới 12 tuần lễ. Và thường là mình nên chọn những trường hợp mà thất bại với những cái prokinetic khác. Nếu mà mình không có một cái chỉ định chính của nó, ví dụ như nôn và chống nôn, mà chủ yếu để điều trị những cái triệu chứng liên quan đến giảm vận động của đường tiêu hóa, thì là mình sử dụng những cái thuốc khác ít tác dụng phụ hơn. Domperidone thì cũng làm prokinetic và vừa có tác dụng chống nôn nhưng nó không có qua hàng rào máu não. Tuy nhiên nó có tăng prolactin, nữ hóa tuyến vú, chảy sữa vô kinh và bất lực. Thì domperidone thì gần đây thì mình thấy có rất là nhiều tài liệu đề cập đến vấn đề kéo dài QT và rối loạn nhịp với cái nguy cơ đột tử có thể lên đến gấp 3,7, tức là gần 4 lần. Với khi mình hiệu chỉnh rồi á, các yếu tố hiệu chỉnh, các yếu tố gây nhiễu, mà nếu mình sử dụng cái liều trên 30 mg một ngày á, thì cái OR nó tăng lên rất là đáng kể. Tuy nhiên thực sự cái nguy cơ này á, nó chỉ xuất hiện đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái nguy cơ cao về bệnh lý tim mạch, hoặc là có QT kéo dài, hoặc có rối loạn điện giải. Do đó khi mình sử dụng cái thuốc này á, mình cẩn thận cái liều và cái thời gian. Thì cái thời gian hiện nay á, mà được bên dược của mình á, mà được khuyến cáo là nên mình nên sử dụng dưới 4 tuần ha. Tuy nhiên thực tế thì khi mình sử dụng đúng liều, đủ liều và mình tránh những cái người có nhóm nguy cơ cao thì mình vẫn có thể an toàn. Tiếp trong cái nhóm mà cái đối kháng với receptor D2 thì mình có cái etoprime. Thì etoprime này nó có thêm một cái cơ chế nữa là đối kháng với cái men cholinesterase, tức là men mà thoái biến acetylcholine á. Cái tác dụng phụ của etoprime á, vì nó có cái đối kháng dopamine, do đó nó cũng có thể gây ra những cái triệu chứng ngoại tháp giống như các thuốc trong cái nhóm này. Chủ yếu là nó ở trẻ con và những cái thanh thiếu niên với cái liều là trên 500 mg một mặt ký một ngày. Đối với người lớn thì thường xảy ra ở phụ nữ. Trong trường hợp mình sử dụng kéo dài thôi, nó có thể gây ra liệt rung, rối loạn vận động muộn và những cái tác dụng phụ khác. Vì nó có thể kích thích bài tiết prolactin đó, đó nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ liên quan prolactin. Ví dụ như chảy sữa, bồn chồn, buồn ngủ, lo âu và tiêu chảy. Đối với cái nhóm mà đồng vận receptor motilin á, thì là mình có những cái thuốc như là erythromycin. Thường á, là người ta sử dụng đường chích trong điều trị liệt dạ dày, hoặc là mình thấy trong những cái hướng dẫn mà điều trị xuất huyết tiêu hóa trên á, thì những trường hợp mà để mình đảm bảo cho cái trường soi của mình nó sạch á, tránh những cái thức ăn tồn đọng vân vân á, thì người ta cũng có những cái tình huống, có những cái guideline hướng dẫn mình có thể chích erythromycin trước đó. Chứ còn đối với những cái khó tiêu chức năng hoặc gợt vân vân thì mình lại không có cái sử dụng cái thuốc này. Và một cái thuốc nữa là ABT229 là alemcinol đó, cũng như là erythromycin, thì nó là không có hiệu quả hơn so với placebo trên khó tiêu chức năng. Và sử dụng liều cao đối với cái thuốc ABT229 này thì nó làm nặng hơn, không những mà nó cải thiện mà nó còn làm nặng hơn triệu chứng của khó tiêu chức năng. Cái nhóm thuốc cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là đồng vận receptor 5-HT4. Thì trước đây mình có cái sesarpride và tegaserod thì có hiệu quả, nhưng nó đã rút khỏi thị trường vì các biến cố về tim mạch. Và đối với mosarpride thì là rất là quen với chúng ta và chúng ta cũng đã sử dụng khá là nhiều. Tác dụng phụ thì nó ít gặp hơn, nhưng mà đôi khi nó vẫn có thể có những cái triệu chứng tiêu chảy. Đó là cái tác dụng phụ chung của cái nhóm prokinetic, có thể có đau quặn bụng, buồn nôn hoặc khô miệng, nhưng rất là ít.
Cái điểm nổi bật của Moza Prime á, thì nó có những cái điểm nổi bật sau. Thứ nhất là nó có tác dụng đồng vận chọn lọc trên thụ thể 5HT4, do đó nó chọn lọc trên đường tiêu hóa, nó có hiệu quả tốt ở đường tiêu hóa trên, thành ra mình sẽ có hiệu quả trong điều trị khó tiêu chức năng và những cái rối loạn tiêu hóa trên khác mà chúng tôi sẽ đề cập. Nó ít ảnh hưởng trên khoảng QT, do đó nó không có tác dụng phụ nặng trên nhịp tim, không có ức chế thụ thể dopamine D2, do đó nó cũng không có các triệu chứng ngoại tháp và mình có thể sử dụng trước hoặc là sau ăn, do đó nó thuận tiện trong khi mình phối hợp với các thuốc khác. Đây là một cái systematic review, một cái tổng quan hệ thống về cái an toàn tim mạch của cái đồng vận 5HT4 khi mình điều trị các rối loạn tiêu hóa. Thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái nhóm thuốc ở 5HT4 nào mà nó có ái lực với 5HT1 và HERG thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ ở trên những cái không có an toàn trên hệ tim mạch. Ví dụ như tegaserod sizafriad ha, chúng ta thấy là nó có liên quan đến một trong hai ái lực với hai cái này, do đó mà nó có bất lợi trên đường tim mạch và được rút ra khỏi thị trường. Còn cái mosaprite thì mình thấy là hoàn toàn không có ái lực, và những thuốc khác ví dụ như prucalopride, nacronapride vân vân thì cũng không có ái lực, do đó không có tác dụng phụ ở trên tim mạch. Prucalopride thì thường mình sử dụng trong điều trị táo bón ha, thường là tiêu hóa dưới. Nhóm acosiamide từ là cái nhóm thuốc mà đối vận với thụ thể M1, M2, và nó cũng có một cái cơ chế thứ hai là ức chế cái acetylcholinesterase cholinesterase, do đó làm tăng cái vận động dạ dày hay là tăng nhu động dạ dày. Và đặc biệt cái acosiamide nó có thêm một cái cơ chế nữa là nó có khả năng tăng cái khả năng chứa của dạ dày. Thì đối với những prokinetic khác thì nó không có cái tăng cái khả năng chứa của dạ dày, tức là cái sự giãn ra của đáy vị á, để chứa thức ăn nhiều hơn. Đối với cái liều acosiamide á, là 100 mg nhân 3 lần và có một số tác dụng phụ như tiêu chảy đau đầu. Tuy nhiên cái acosiamide thì nó chưa có ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Để tóm tắt lại về các thuốc, cơ chế liều khuyến cáo tác dụng phụ như thế nào thì nó nằm trong cái guideline mà điều trị khó tiêu chức năng á, của cái Hiệp hội tiêu hóa của Hiệp hội tiêu hóa Hàn Quốc năm 2020 của Hàn Quốc ha, thì mình sẽ thấy là nó có là những cái thuốc nó liệt kê ra là những cái thuốc mình vừa nói á, với là những cái cơ chế với cái liều liều tối đa là như thế nào. Ví dụ như domperidone, ví dụ như metoclopramide thì mình nhớ cái liều tối đa chỉ là 30 mg một ngày. Đối với liều khuyến cáo như thế nào và các tác dụng phụ thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy rằng là cái mosaprite á, ha, mình không thấy cái tác dụng phụ nhiều. Cũng như acosiamide thì chỉ có đau đầu tiêu chảy, còn các thuốc khác thì cũng mình phải lưu ý một số các tác dụng phụ liên quan đến tăng tiết prolactin, ví dụ như metoclopramide, domperidone, vân vân. Xin phép được qua lần thứ hai, đó là vai trò của prokinetics trong điều trị các rối loạn tiêu hóa trên. Đầu tiên xin phép được trình bày trong điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, gọi tắt là GERD. Về cái cơ chế thì prokinetics tại sao nó lại có hiệu quả trong GERD? Thì nó có ba cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là tăng áp lực cơ thắt thực quản dưới, thứ hai là tăng cái nhu động của thực quản, và thứ ba nó tăng cái nhu động của dạ dày, do đó nó làm tăng làm trống dạ dày. Chính ba cái cơ chế này mà cái prokinetics nó có cái vai trò và nó có hiệu quả trong cái điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thì mình lướt qua những cái chứng cứ y học. Những chứng cứ thì mình thấy rằng là năm 2020 thì nó có một cái nghiên cứu gộp về cái hiệu quả prokinetics phối hợp với thuốc ức chế bơm proton trong cái điều trị GERD. Thì cái nghiên cứu này á, nó có 14 nghiên cứu, 14 cái RCT với gần 1.500 bệnh nhân, thì họ thấy rằng là cái prokinetics nếu phối hợp vào cái thuốc chế bơm proton á, thì nó không có làm tăng tỷ lệ đáp ứng nội soi so với cái nhóm chỉ đơn trị liệu chế bơm proton, nhưng nó có cải thiện đáp ứng về triệu chứng
với gấp 1,185 lần, có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra nếu mình phối hợp thêm như vậy á, thì nó làm giảm triệu chứng nhiều hơn so với nhóm đơn trị liệu dựa vào những cái thang điểm á, ngay cả cái QGIS là phân nhóm PSSG, và họ kết luận rằng là phối hợp prokinetic vào PPI thì cải thiện triệu chứng so với đơn trị liệu PPI và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân GERD. Mình đến năm 2021 á, thì mình có một cái tổng quan hệ thống và phân tích gộp bao gồm những cái RCT, tức là những cái thử nghiệm lâm sàng chứng ngẫu nhiên. Họ so sánh giữa hai nhóm, một nhóm prokinetic phối hợp với ức chế bơm proton và một cái nhóm mình chỉ sử dụng ức chế bơm proton thôi trên bệnh nhân GERD. Gồm 16 nghiên cứu và cũng khoảng 1.500 bệnh nhân, thì họ thấy rằng là khi mình phối hợp như vậy á, thì nó giảm đáng kể các triệu chứng toàn thể của GERD, cho dù prokinetic loại gì, mức độ nặng của bệnh lý như thế nào, chủng tộc là người ở chủng tộc nào. Và thấy khi phối hợp ít nhất 4 tuần lễ thì mình thấy cái hiệu quả của nó cao hơn so với đơn trị liệu ức chế bơm proton trong cải thiện toàn thể triệu chứng GERD. Đây là những cái kết quả, những cái bằng chứng cứ á, thì mình sẽ thấy là đây là cái nhóm nhóm phối nhóm riêng với Mozaprite á, cái này là họ làm riêng phân nhóm của Mozaprite, phối hợp giữa Mozaprite với PPI hoặc là PPI, thì mình thấy nè cái khả năng mà nó cái risk ratio của mình đó là nó cái quả trám này nó vượt hơn một, và nó có ý nghĩa thống kê tức là nó không chứa một, là 1,16. Còn khi họ so sánh với các cái prokinetic khác á, tức là PPI mà mình không phân biệt đó là loại nào á, thì mình thấy của nó hiệu quả của nó chung hết á, là 1,22, tức là tăng lên 1,22 lần hay là tăng lên 22%, và mình thấy có ý nghĩa thống kê. Cái này là trong cái nhóm cải thiện triệu chứng, thì mình thấy rằng là phối hợp nó cải thiện triệu chứng tốt hơn so với sử dụng PPI đơn thuần. Và cái forest plot này á, thì nó cho thấy rằng là cái nhóm cải thiện triệu chứng ở cái phân nhóm mà được gọi là GERD kháng trị á, thì nó như thế nào? Thì mình thấy là cái PPI mà phối hợp với prokinetic so với ức chế bơm proton đơn thuần, tức là PPI đơn thuần á, thì mình thấy rằng đối với GERD kháng trị á, nó tăng cái hiệu quả lên đến 1,47 lần so với sử dụng PPI đơn độc, và có ý nghĩa thống kê tức là cái hiệu quả nó tăng cao hơn so với những cái GERD đơn thuần, nó tăng cao hơn so với GERD không kháng trị ha. Đây, cái này là có kháng trị, còn cái ở dưới là hồi nãy mình thấy rồi, là 1,22 là trường hợp mà không có kháng trị. Một cái phân tích gộp khác năm 2020 chỉ đề cập đến một nhóm, một loại prokinetic thôi là Mozaprite. Thì nghiên cứu này thì gồm có đến 62 nghiên cứu, và sau khi loại trừ hết thì họ còn khoảng cỡ 12 nhóm. 12 nhóm và cuối cùng thì loại tiếp thì họ còn khoảng 9 á, 9 cái RCT là đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân tích. Thì kết quả như sau. Đầu tiên là thay đổi về cái thang điểm triệu chứng đối với là những cái trường hợp mà viêm thực quản, viêm trợt thực quản đó, tức là có cái biểu hiện viêm thực quản trên nội soi á, thì mình thấy được á, là cái sự mà thay đổi của nó là âm 0,28 ha, thay đổi 0,28 và hoàn toàn quả trám nó lệch qua đây là có ý nghĩa thống kê, tức là nó cải thiện rất là tốt, cái mức độ triệu chứng nó giảm xuống được 28% so với trước khi điều trị, so với cái nhóm mà cũng so à, so với cái nhóm mà không có phối hợp prokinetic, tức là nó cải thiện tốt hơn 28%. Về thay đổi triệu chứng đối với cái nhóm mà nợt á, tức là không có cái viêm thực quản trợt ở trên nội soi á, thì mình thấy đáp ứng của nó cũng vậy, cũng quả trám cũng lệch vào đây ha, là 0 phẩy trừ 0,23. Với đáp ứng điều trị, đối với đáp ứng điều trị tức là nó làm lành cái viêm thực quản do trào ngược á, thì mình thấy đáp ứng cũng rất là tốt ở cái nhóm phối hợp so với cái nhóm chứng, tức là nhóm PPI đơn thuần,
với cái risk difference của nó là trừ 0,249. Tương tự đối với nhóm đáp ứng điều trị của cái NERD á, thì mình cũng thấy có ý nghĩa thống, tuy nhiên nó mình không lại không thấy có ý nghĩa thống kê, tức là cái quả trám này nó nằm vượt qua con số 0 ha, nhưng mà nó cũng giảm được cái risk difference của nó cũng trừ 0,01. Từ cái 9 ACT này á, thì kết luận cuối cùng của cái bài báo này á, là mozaprine kết hợp với PPI thì nó cải thiện điểm số triệu chứng sau điều trị, cải thiện điểm số triệu chứng sau điều trị. Với cái điểm số này nếu nó thấp hơn thì hiệu quả nó càng tốt hơn, tức là nó đáp ứng nhiều hơn thì nó thấp hơn đáng kể so với PPI đơn thuần và có ý nghĩa thống kê. Kế tiếp là mình qua cái trong cái điều trị khó tiêu chức năng, thì cái vai trò chính, cái cơ chế chính của điều trị khó tiêu chức năng đối với cái prokinetic đó là nó cải thiện việc làm chậm làm trống dạ dày là cái chính. Tuy nhiên ví dụ như acosiamide bên cạnh cái chậm làm trống dạ dày á, thì nó làm tăng cái sức chứa của dạ dày nữa, cũng là một cái cơ chế chính gây ra cái triệu chứng no sớm trong cái khó tiêu chức năng của mình. Thì mình lược qua các hướng dẫn về điều trị khó tiêu chức năng hiện nay. Cái cũ nhất là của ASEAN, là của châu Á mình, là 2012 á, thì mình cũng thấy rằng là cái vai trò của prokinetic, tức là mình biết là khó tiêu chức năng nó có hai hội chứng, một cái hội chứng đau thượng vị, một hội chứng khó chịu sau ăn. Hội chứng đau thượng vị chủ yếu là đau thượng vị và nóng rát, thì cái vai trò chính vẫn là ức chế bơm proton mà có thể có hoặc không có phối hợp với prokinetic. Còn nếu nó triệu chứng chính của nó là cái triệu chứng khó chịu sau ăn, ví dụ như đầy bụng, no sớm, đầy hơi, buồn nôn, nôn ói vân vân ở, thì cái thuốc chọn lọc khuyến cáo ban đầu là prokinetic, có thể phối hợp hay không phối hợp với PPI. Mình thấy cái vai trò ngay từ đầu. Và năm 2017 thì mình có một cái hướng dẫn của hai hiệp hội phối hợp với nhau, đó là của Canada, hiệp hội tiêu hóa của Canada với là của Mỹ, thì là và của Mỹ là ACG á, tức là American College of Gastroenterology á, trường mình hay gọi là trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ. Thì mình thấy rằng là khi nó phối hợp như vậy á, thì mình thấy trên 23 cái ACT với gần 9.000 bệnh nhân, thì mình thấy cái risk ratio của nó là 0,92, nó lịch, tức là cái hiệu quả của nó lịch về cái cán cân, về cái nhóm phối hợp hơn là cái nhóm không phối hợp. Và cái NNT, tức là number need to treat á, là 12.5, có nghĩa là mình điều trị 13 bệnh nhân mà mình phối hợp với PPI cộng với prokinetic thì mình đã đạt hiệu quả. Một cái hướng dẫn khác vào năm 2018 của Thái Lan về khó tiêu chức năng á, thì mình thấy rằng là nếu mà cái nhóm này mà soi á, nó có dấu hiệu báo động hoặc lớn tuổi trên 50 mà soi ra có hiện diện của S. pylori á, thì mình điều trị rồi. Còn nếu soi ra nó mình không thấy cái hiện diện S. pylori và cái biểu hiện trên đường tiêu hóa thì mình điều trị như khó tiêu chức năng. Thì trong này mình thấy cũng là PPI prokinetic ha, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc bảo vệ tế bào. Còn nhóm mà mình không cần phải soi, ở đây họ tức là nhỏ hơn 50 tuổi và không có dấu hiệu báo động á, thì khởi đầu có thể là thử PPI phối hợp hoặc không phối hợp với prokinetic trong vòng 4 đến 8 tuần lễ. Ngoài ra mình cũng có thêm một cái hướng dẫn của một nước châu Á Thái Bình Dương của mình là ở Hàn Quốc năm 2020. Thì cái khuyến số số 8 là prokinetic có thể hữu ích như là một cái liệu pháp điều trị đầu tiên đối với khó tiêu chức năng ở bệnh nhân thuộc phân nhóm khó chịu sau ăn. Và cái khuyến cáo này là khuyến cáo mạnh. Ngoài ra đối với hướng dẫn của Thái Lan năm 2018, họ còn có thêm một cái khuyến cáo liên quan đến chồng lắp gợt và khó tiêu chức năng. Chúng ta thấy đây là cái trào ngược ha, nếu nó có chồng lắp thêm cái khó tiêu chức năng nữa, tức là làm ảnh hưởng đến sự giãn ra của cơ thắt thực quản dưới, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là giãn ra khả năng chứa của dạ dày, thì nó đồng thời nó sẽ làm tăng cái sự giãn cơ thắt thực quản dưới ra, và như vậy cái gợt của nó sẽ nặng hơn. Và do đó mà cái gợt, nếu mà chồng lắp giữa gợt và khó tiêu chức năng á, thì nó sẽ làm các triệu chứng gợt sẽ nặng nề hơn so với trường hợp mà chỉ có gợt đơn thuần. Và họ khuyến cáo rằng đối với những trường hợp chồng lắp như vậy thì nên điều trị với PPI và hoặc phối hợp với prokinetic.
Nó tùy thuộc vào cái triệu chứng ha. Mình qua cái nhóm bệnh lý viêm dạ dày mãn. Viêm dạ dày mãn là mình gặp nhiều hơn. Đối với viêm dạ dày cấp thì điều trị nó cũng đơn giản thôi. Thường thường là mình có triệu chứng gì, mình giải quyết nguyên nhân, và có triệu chứng gì mình giải quyết triệu chứng đó. Thì những cái triệu chứng mà liên quan đến vấn đề khó tiêu, buồn nôn, nôn hay vân của viêm dạ dày nói chung á, thì nó có cái prokinetics, nó sẽ giảm được các triệu chứng này. Và cơ chế tác động chủ yếu đối với viêm dạ dày mãn của prokinetics đó là làm chậm, đánh vào cái quá trình làm chậm làm rỗng của dạ dày, tức là tăng cái nhu động của dạ dày. Cái viêm dạ dày mãn thì cái nguyên nhân của nó mình cũng biết là nhiễm Helicobacter pylori là nguyên nhân quan trọng nhất, nó chiếm từ 70 đến 90%. Ngoài ra những nguyên nhân khác có thể gặp là tràn ngược dịch mật, sử dụng NSAID kéo dài và các thuốc khác, đặc biệt là rượu cũng là cái nguyên nhân thường gặp. Viêm dạ dày từ miễn hoặc là những cái nhiễm trùng khác, hoặc là viêm dạ dày do tăng bạch cầu ái toan, tăng lympho hoặc u hạt. U hạt ví dụ như trong bệnh Crohn, trong bệnh sarcoidosis, trong bệnh lao vân vân, thì này nó hiếm. Ngoài ra còn có vai trò của yếu tố gen và tâm lý nữa. Ở cái bảng này á, thì mình sẽ thấy rằng người ta phân cái nguyên nhân của cái viêm dạ dày mãn nó dễ nhớ hơn. Tức là họ phân làm hai nhóm thôi. Cái nhóm đầu tiên liên quan đến môi trường và nhóm thứ hai liên quan đến cơ thể của chúng ta, cái ký chủ của chúng ta. Thì môi trường thì có nhóm có truyền nhiễm, có truyền, có nhiễm, và cái nhóm không có lây truyền, tức là nhóm có lây truyền và nhóm không có lây truyền. Nhóm lây truyền thì mình có ký sinh trùng, mình có nấm, mình có vi khuẩn đứng hàng đầu là Helicobacter pylori, mình có virus, mình có đó. Thì những cái nào mà có dấu A ở đây thì nó sẽ gây ra viêm teo, mà viêm teo là mình rất là sợ ha, viêm teo. Cái nhóm mà liên quan đến ký chủ á, thì cái ngay cái nhóm đầu tiên về môi trường cũng có không biết, là nhiều lúc mình chẳng biết nguyên nhân gì. Còn liên quan đến cơ thể chúng ta thì nó có cái liên quan đến miễn dịch hoặc là viêm dạ dày từ miễn ha. Đối với miễn dịch, liên quan đến miễn dịch thì mình có viêm dạ dày từ miễn nè, mình có dị ứng, mình có viêm dạ dày tăng lympho, tăng eosinophil, viêm dạ dày collagenous, liên quan đến những cái vấn đề thải khép hoặc những cái rối loạn tự miễn di truyền. Những cái bệnh lý mà nó liên quan, nó không liên quan đến từ miệng mà nó liên quan đến tình trạng toàn thân, ví dụ như Crohn, viêm mạch máu, sarcoidosis hoặc là thiếu máu. Và cái nhóm không biết thì họ nghĩ đó là do liên quan đến stress. Nghĩ luôn do stress này mình cũng gặp khá là nhiều. Về phân loại của viêm dạ dày mãn thì mình phân loại hoặc theo nguyên nhân có hay không có nhiễm pylori, dựa vào nội soi mô học teo và không teo, thì mình dựa vào cái phân loại update của cái Sydney, của hệ thống Sydney ha, đây là cái bảng phân loại của nó, hoặc mình dựa vào cái vị trí như hang vị, thân vị hay toàn bộ dạ dày. Thường á, là khi mình phân loại mình trả lời kết quả thì mình sẽ trả lời luôn cả ba ba cái đặc tính này, có nhiễm hay không nhiễm này, tình trạng teo như thế nào này, vị trí ở đâu này, vân vân. Và đối với nguy cơ ung thư ở những trường hợp mà viêm dạ dày mãn dựa vào cái mức độ viêm teo, thì mình có cái hệ thống phân tầng Olga. Cái đây là hệ thống này thì các thầy cô các anh chị cũng đã nắm hết rồi, mình hay đọc cái kết quả. Nó dựa vào cái mức độ viêm teo ở hang vị và mức độ viêm teo ở thân vị, đáy vị, mà mình đánh giá ở stage, ở mức độ, ở giai đoạn mấy. Nếu mình thấy ở stage 3 hoặc 4, đặc biệt 4 là cái nguy cơ ung thư khá là cao. Còn thế nào là nhẹ, không nhẹ, trung bình, nặng thì họ dựa vào tỷ lệ phần trăm, ảnh hưởng như trên hình. Về triệu chứng của viêm dạ dày mãn thì đây là một cái nghiên cứu họ đưa ra những cái triệu chứng thường gặp. Thì tỷ lệ nam nữ thì cũng cũng ngang ngửa nhau thôi, cái tuổi trung bình thì khoảng 49 tuổi ha, với cái gen của nó từ 18 đến 65. Triệu chứng chính thường là đau thượng vị chiếm đến 52,9%, đầy bụng 48,7%, còn khó chịu đau bụng đầu bụng sau ăn hoặc là cảm giác no sớm thì nó ít hơn. Protein là thấy cái bụng mình nó trướng lên luôn á. Còn cái triệu chứng mà thứ phát thì mình thấy ợ nè là gặp nhiều nhất 27,4, trớ này 22,9, ợ nóng, cảm giác ăn mất ngon và buồn nôn thì khoảng từ 10 đến 19%. Cái nhóm mà không có triệu chứng nguyên phát, tức là cái nhóm đầu tiên á,
thì chỉ có 13,1% thôi, còn có một là chiếm thêm một nửa, và có từ 2 trở lên chiếm đến 30, gần 33%. Còn cái nhóm triệu chứng thứ phát mà không có là chỉ có 38,2% thôi, có một là 39,1% và trên 2 là 22,7%. Thì mình sẽ đối với viêm dạ dày mãn thì có những cái triệu chứng này là những cái triệu chứng gây bệnh nhân rất là khó chịu ha, bên cạnh điều trị nguyên nhân mình sẽ cải thiện những cái triệu chứng này. Và biểu hiện nội soi chính đối với những cái nhóm viêm dạ dày mãn đó là viêm dạ dày nông ha, là 49, gần 50%, viêm dạ dày mà có trợt là cũng 42,3%, và viêm teo mình lưu ý viêm teo đến 17,7%. Về vấn đề điều trị của viêm dạ dày mãn, đầu tiên là mình phải tìm nguyên nhân và mình loại bỏ nguyên nhân đó, đặc biệt là nhiễm Helicobacter pylori, nó chiếm đến 70-90% nguyên nhân. Thứ hai là mình điều trị triệu chứng và phải có cái cải thiện về mô học của niêm mạc dạ dày. Điều trị các triệu chứng khó tiêu của viêm dạ dày mãn thì nó tương tự như khó tiêu chức năng. Đây là cái hướng dẫn của cái Hiệp hội Tiêu hóa ở Hoa Kỳ ha, của cái đồng thuận của Trung Quốc về viêm dạ dày mãn. Đối với viêm dạ dày mãn không teo mà mình tìm H. pylori âm tính á, mà bệnh nhân không có triệu chứng á, khi mình soi mình chỉ thấy viêm dạ dày mãn thôi mà không có teo, thì mình không cần điều trị cụ thể gì hết. Còn nếu mà có triệu chứng nào thì mình điều trị triệu chứng đó. Còn những trường hợp mà mình phát hiện ra viêm dạ dày mãn teo á, đặc biệt là teo nặng hoặc là loạn sản á, thì mình phải ngừa ung thư bằng những cái chiến lược có trong các hướng dẫn. Đối với viêm dạ dày mãn có tràn ngược dịch mật thì có thể điều trị bằng cái prokinetic và thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày có tác dụng gắn với axit mật, ví dụ như là magnesium carbonate. Viêm dạ dày mãn do NSAID thì mình sử dụng thuốc ức chế tiết axit, thường được khuyến cáo là mình sử dụng ức chế bơm proton, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Viêm trợt mình soi mình thấy viêm trợt, viêm dạ dày mãn trợt mà không hoặc có đau thượng vị mà nóng rát thì mình dùng thuốc bảo vệ niêm mạc ha, ví dụ như sulcapate, rifampicin, trung hòa axit, ức chế thụ thể H2 hoặc là PPI, tùy theo mức độ triệu chứng mình đánh giá mình có thể cho chỉ định. Còn đối với những cái triệu chứng chủ yếu là đầy bụng, tức bụng, buồn nôn, nôn thì mình sẽ sử dụng prokinetic. Trên những bệnh nhân mà có triệu chứng khó tiêu cộng các yếu tố về tâm thần kinh nói chung á, thì mình cần phối hợp với những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng hoặc giải lo âu. Thuốc chống trầm cảm hoặc là cái chế thụ thể serotonin chọn lọc, tức là cái nhóm thuốc chống trầm cảm và giải lo âu. Cái nghiên cứu về Mosapride trong điều trị viêm dạ dày á, với cái mã số thuốc Mosapride là AS370, thì đây là cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái thuốc này nó có hiệu quả trong cái điều trị viêm dạ dày mãn. Tương tự với một cái thuốc mà trước đây sử dụng khá là nhiều và rất là hiệu quả, đó là Sesapride. Thì nghiên cứu này bao gồm hai nhóm, một nhóm là Mosapride, một nhóm là Sesapride. Mỗi nhóm là trung bình khoảng 111 bệnh nhân. Họ đánh giá về cải thiện triệu chứng, về tác dụng phụ, về độ an toàn và hữu ích của nó. Thì kết quả cho thấy rằng về vấn đề cải thiện triệu chứng á, thì cái nhóm Mosapride và Sesapride tương tự nhau cũng khoảng 75% mà không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì đương nhiên là cái Mosapride của mình á, thì nó có cái không có cái độ có độ an toàn cho tim mạch, còn Sesapride hiện nay được rút ra khỏi thị trường vì những cái tác dụng liên quan đến tim mạch. Mình qua cái phần cuối cùng là prokinetic trong điều trị rối loạn vận động dạ dày. Thì cái cơ chế của prokinetic trong cái điều trị này là nó khuếch đại và phối hợp các cơn co thắt cơ của đường tiêu hóa, chủ yếu là đường tiêu hóa trên ha, là làm tăng nhu động. Trong cái rối loạn vận động dạ dày thì nó có ba cái loại rối loạn vận động. Rối loạn thứ nhất là nó giảm khả năng chứa, tức là khả năng căng giãn, thì cái này chỉ có cái chủ yếu là acetylcholine nó có hiệu quả thôi. Còn hầu hết các prokinetic khác là chủ yếu làm chậm, nó đánh lên cái rối loạn là chậm làm trống dạ dày, có nghĩa là tăng cái bóp của dạ dày ha, tăng bóp của dạ dày để nó làm cải thiện cái chậm làm trống dạ dày, cải thiện các triệu chứng liên quan đến khó tiêu á. Rồi mình có một cái rối loạn thứ ba là rối loạn liên quan đến chức năng môn vị, chức năng cái môn vị này để mình đẩy cái thức ăn từ dạ dày qua môn vị bằng cái nhu động của môn vị. Thì người ta nhận thấy rằng hầu hết các bệnh nhân mà có những cái rối loạn về đường tiêu hóa trên á, thì nó có 25% nó có chậm làm trống dạ dày, 25% là giảm khả năng chứa và 25% là nó có kết hợp cả hai.
À, đối với cái rối loạn mà nhu động của hang vị á, thì nó ít gặp hơn, và trong cái liệt dạ dày của mình á, nó cũng có thể có cái rối loạn về chức năng của môn vị. Trong cái rối loạn vận động dạ dày thì cái liệt dạ dày là một cái bệnh lý thường gặp nhất. Cái liệt dạ dày nó có thể là nó do cái tổn thương của dây thần kinh vagus, tức là dây thần kinh phế vị á, hoặc là nó cũng có thể là do nó liên quan đến cái vấn đề vận động của dạ dày, tức là nó bị ảnh hưởng đến các cơ của dạ dày, do đó nó có cái vai trò của prokinetic để nó đẩy cái thức ăn này qua khỏi dạ dày, nó làm giảm các nó tăng cái co bóp để nó làm giảm cái hành liệt của dạ dày. Về triệu chứng chính của liệt dạ dày là buồn nôn, nôn no sớm, đầy bụng sau ăn, chướng bụng và có thể đau ở bụng trên. Nguyên nhân đứng hàng đầu mình hay gặp trên lâm sàng, đứng hàng đầu luôn là đau là đái tháo đường, đái tháo đường type 2. Kế tiếp là thiếu máu. Thiếu máu có thể sau phẫu thuật, tức là thiếu máu nuôi dạ dày á, hoặc là dùng thuốc, hoặc là những cái bệnh lý ảnh hưởng đến thần kinh phát sinh ở não hoặc ở tủy sống, và hoặc có thể là mình cũng chẳng tìm thấy được nguyên nhân gì, mình là vô căn. Về vai trò của cái prokinetic trong rối loạn nhu động dạ dày thì chúng ta thấy là đối với acosiamide ha, thì nó cải thiện được cái rối loạn là có sự giãn cơ thắt, giãn cái cơ thắt thực quản trên thoáng qua nhiều hơn, nó làm tăng cái gợt. Thì cái acosiamide này nó cải thiện cả vừa cải thiện khả năng chứa dạ dày, vừa giảm cái teles này xuống ha. Còn đối với cái giảm trương lực của cơ thắt thực quản dưới trong cái gợt thì cái prokinetic này mình thấy rồi, cái nó làm giảm nhu cầu sử dụng ức chế bơm proton, nó làm tăng trương lực của cơ thắt thực quản dưới và giảm cái tần số trào ngược, số lần số số cơn trào ngược. Đối với những bệnh nhân mà cái nhu động nguyên phát, nhu động khởi nguyên phát không hiệu quả, tức là nhu động mà của thực ăn á, dạ dày chuyển nhu động mà được kích hoạt bởi những cái receptor liên quan đến cái vùng hầu họng khi mình ăn á, thì nó thấy nó cải thiện khi kết hợp với PPI đối với gợt nặng, và nó cũng có cải thiện luôn cả những trường hợp mà rối cái nhu động thứ phát, cái hiệu quả của nhu động thứ phát này nó giảm, thì trong đó có vai trò của muscarinic là nó cải thiện nhu động thứ phát. Cái nhu động thứ phát này rất là quan trọng để nó là kích hoạt cho những cái, nó được kích hoạt bởi những cái receptor ở dạ dày do cái sự căng giãn của dạ dày ha, khi thức ăn đi xuống. À, đối với những trường hợp mà chậm lòng trống dạ dày á, nó overload, tức là nó vừa có hiện tượng rối loạn mà có hiện tượng chậm lòng trống dạ dày, thì cái prokinetic phối hợp với PPI cũng rất là hiệu quả. Xin được kết luận như sau, thì cái prokinetic hay trợ vận động thì có hiệu quả trong điều trị các triệu chứng liên quan đến chậm lòng trống dạ dày. Đối với các bệnh lý như là khó tiêu chức năng, GERD, viêm dạ dày mãn và các rối loạn vận động dạ dày, đặc biệt là liệt dạ dày, thì dựa trên những cái chứng cứ hiện có thì mình thấy trong cái nhóm prokinetic thì mosapride, thì chất chủ vận 5-HT4, nó có cái hiệu quả điều trị đối với các rối loạn trên, vì nó có cái tính chọn lọc cao và nó do đó nó cải thiện được cái tính an toàn trên hệ tim mạch. Thì bài báo cáo của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn.